Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh Thúy Di Cuộc Sống Trung Quốc. Sáng ra cô chú, nó sồi, nó thức dậy để nó coi hoạt hình. Nó thích coi hoạt hình mấy gà này lắm nè. Sáng ra là nó coi à. Một cái mệnh thúi của nó là không bao giờ nó tách rời được đó cô chú. Cứ hít miếng, không hít thì đội lên đầu vậy đó. Nó đội lên, nó nói đó là tóc của nó. Nó làm công chúa, con làm công chúa gì xoài? Con là công chúa Elsa. Con chúa Elsa. Nó coi. Magica. Let's go. Tới ngày cây công chúa khoái hơi nhiều đó. Đó, tóc kéo hoàng bên vậy đó, coi chưa. Bữa nay thứ bảy chở cho mấy đứa nhỏ đi chơi á cô chú anh chị. Chồng chị Năm thì đi làm về, xong chồng chị Năm qua rước mà chở cho tụi nhỏ đi chơi. Rồi đem cho Tú Tú nữa, Tú Tú chạy ngoài kia kìa. Tú Tú chạy ngoài đây nè. Thấy chưa? Cái ai gì? Phải Tú Tú. Ờ, cái ai gì thôi. Chị chị. Dạ. Uống cái này ngượng lon. Có hả, ngượng lon. Lấy đi. Có. Điều hết. Cho ba. Cho. Hôm nay mình đi chơi. Chào ba. Giang Xanh thì hôm qua đi học á cô chú. Nó tan học xong cái nó bắt xe về quê luôn. Rồi xong bữa nay thứ bảy nè. Rồi có chồng chị Năm về nữa. Thôi thế vậy ngủ cho tụi nhỏ nó đi chơi. Thứ bảy ngủ cho đi chơi. Hai anh em về ở được thứ bảy chủ nhật. Chiều chủ nhật là bắt xe đi lên trên thành phố để đi học. Đi học cuối tuần là về với bà nội. Sòi nó cũng mến anh lắm. Hai anh em chơi chung rất là hợp. Đi qua bên cái khu bên kia để mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Xong rồi dẫn đi qua công viên chơi chơi trò chơi. Thì dẫn đi chơi chỉ có nhiêu đó thôi, chứ cũng không có cái gì. Trời bên đây thì bắt đầu nóng lên rồi, hết lạnh rồi cô chú. Giờ ngày là hai mươi mấy, ba chục độ rồi. Bữa nay thứ bảy ở ngoài đường rất là đông. Chồng chị Năm thì cũng làm ở trên Vũ Hán á. Một hai tuần thì ảnh chạy xe về một lần. Đợi chờ, đợi chờ. Giáo viên đi sao mà mau. Ít chữ hát ạ. Cái chữ ba.
đi lạ phân là tưởng hồi mày thì mong là mày mày là thế bà. Dân Thành nó vô nó mua kem rồi cô chú, trời nóng quá nên là ăn kem rất là đông luôn. Chúng này để đợi một chút nữa có số rồi vô lấy, đông quá. Đi xuống đây đợi xài ơi, đi qua đây đợi, đi qua đây đợi nè, đông quá. Đúng rồi, tao là sữa. Bữa nay quá chừng đông luôn, chỗ nào cũng thấy người, toàn người là người thôi. Con có muốn mua không? Mua làm sao? Mua đồ ăn à? Mua đồ ăn chứ không có đồ chơi ha. Trời giỏi. Hồi lúc trước nó thấy cái này nó còn đòi cô chú. Bây giờ nói mẹ không có tiền mua đồ ăn thôi chứ không có mua đồ chơi. Rồi nó không có đòi nữa. Giỏi quá. Đi, đi lấy kem thôi.每个都加一个，然后里脊肉，再加香肠，一样嘛。你看你喜欢吃什么的，你加什么啊？这个，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 这个
miếng gà lên. Giờ họ sẽ cho thêm miếng thịt gà đó, rồi xúc xích, cho thêm rau nữa, và gia vị vừa ăn nữa. Thịt đó đem chiên sơ qua cho nó chín. Đây có trà bông, rồi thêm rong biển nữa. Ai muốn ăn cái nào thì mình thêm cái đó thôi. Phong đi tiền khỏi gì nào. Có thêm cái bánh này nó giòn giòn nữa. Một cái như vậy á, hai người ăn không hết. Mình nên ăn không hết coi chú ơi. Tại vì bỏ thêm nhiều thứ vô nữa. Mua cái này hai thím cháu ăn. Mỗi người một nửa. Dạ là gì bà? Phân đi tiền khởi gì ta? Cái dầu ớt. Bỏ thêm một ít dầu ớt cay cay ăn nó mới ngon. Nó xòi thì nó không ăn này cô chú ơi. Cái bánh nó giòn ngon. Ta cắt ra làm hai. Giờ đã xong. Ta bao cái quả à? Cơ chứ thêm kỹ nè. Ủa gì mày? Cơ 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 chị chết xưa. Chị, em mua tới hai cái rồi, lấy đi. Cầm đi. Nhìn đã ghê ha. Chứ bộ chán sơ quá. Cái hồi đập cái trứng gà vô nữa. Cái này nhìn giống giống như cái bánh xèo của mình.
mè rồi hành nữa. Nhiều cái xoài nó cũng không có đổi cô chú, mà nhiều cái thấy như mình thấy con người ta có chơi mà con của mình không có, cũng mua thấy tội nghiệp. Có chơi là mừng khoái lắm, nhiều khi cũng vẫn đòi mua nha cô chú, nhiều khi cũng không đòi, nhiều khi thì thấy tội nghiệp mua cho, nó như kiểu là nó thấy người ta có chơi rồi nó không có cũng sợ nó bị tủi thân. Chi à? Hả ba? Xong được rồi. Thì nãy đi giờ chén mày hoa xong được rồi. Sao hôm nay chị nghĩ mình kêu qua chị em nè. Mày vô ngoài. Ủa tặng em nè. Chị chị A. À cô chú. Một cái bông hồng tặng cho Thím nè. Hỏi tiền đâu mua vậy. Nói tiền rồi từng rồi cho nó. Tới giờ còn nó mua nó tặng nè. Ba của Tú Tú cô chú sẽ chở đi ra ngoài cái công viên ở ngoài đây. Cái công viên ở ngoài đây á thì có rất là nhiều trò chơi cho mấy bé nó chơi. Nó phải là tuần nào cũng đi đâu cô chú. Vài tuần gì á mới chở cho đi một lần. Còn thôi là đi chơi mấy cái trò chơi lần lần ở dưới kia thôi. Ở chỗ này thì cũng ở đại giả luôn, nhưng mà chạy đi đây thì nó hơi xa.我现在到公园了，里面有好多好玩的，有那个过山车，还有飞，还有一些好玩的海盗船，还有蹦蹦床，还有碰碰车，好多好多好玩的。嗯，我们现在去玩吧。 Hứa đi đâu dẫn dân xanh đi theo được thôi cô chú. Đi theo ha, có người giữ em nè. Ê có cái gì ha, là dân xanh đi giúp Thím, phụ Thím được rồi. Công viên này rộng lắm. Hờ, sồi nó nói là ba của nó có đưa nó đi lại lần trước khi chơi đó cô chú. Giờ này thì hơi ít, tối tối một chút mới đông, nó khu này rộng lắm. Bắt đầu từ đây mà tuốt ngoài kia luôn. Ở đây rất là rộng, người ta có thể cắm trại hoặc là tối người ta bài, người ta ăn uống ở đây nè. Nó mát mẻ, rộng rãi, cảnh cũng đẹp nữa. Có chị Năm với chồng chị Năm đang thay đồ cho tú ở ngoài kia. Bây giờ thì mấy Thím cháu vô đây à, chú. Giờ hai anh em vô đó ngồi nghỉ rồi đó cô chú. Thank you.
Nhà của Nga khúc này nè cô chú anh chị. Nhà của Nga thì ở khúc trên. Mà nhà mình ở dưới quê thì chạy theo cái hướng này, chạy tuốt về kia nữa. Bây giờ cũng gần tối rồi. Đi kiếm cái gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Rồi xong rồi mới chạy về. Cái này hồi lúc trước không có làm cái cầu vượt ở trên cô chú. Đi qua đường luôn. Rồi mới làm cái này trong cái thời gian hồi năm rồi. Hồi năm rồi đi lên nhà nghe chơi đó cô chú. Quay người ta đang làm đó mà giờ người ta làm xong rồi nè. Hình tròn. Vì cho nó rộng rãi. Phải mất công đi ở dưới kẹt xe. Nhà của Nga khúc này. Đó, nhà của Nga thì trong cái khu đó đó cô chú. Khu này nè. Khu này. Giờ này 6 giờ mà trời vẫn còn sáng. Bây giờ bên đây gần 8 giờ mà trời vẫn còn sáng luôn cô chú. Đây ngay ngã tư. À, xe cộ rất là đông đúc. Giờ này bắt đầu lên đèn này. Phố bắt đầu lên đèn. Ở đây có ba cô Tú Tú về chở đi. Ở thôi mấy chị em đi cái này toàn bắt xe buýt rồi taxi đi. Ở đây có người chở khỏe. Trời thì cũng tối rồi đó cô chú. Nên là mấy chị em ghé vô quán ăn luôn. Ăn xong rồi mới về. Giờ này là hơn 7 giờ tối rồi. Về tối giờ này thì bà nội cũng ăn cơm xong rồi. Bà nội của Tú Tú cũng ăn cơm xong rồi. Là đi cả buổi chiều. Tới rồi. Quán xong thấy ai vậy ta? Ở trong mới có, ở ngoài gì không? Ngồi ở đây. Ông bà, ông bà, cô chú, anh con. Xin mời ông bà, cô chú, anh chị ăn cùng với mấy chị em luôn. Đây. Cái này là cái xương heo á cô chú. Nấu theo cái kiểu này. Nhìn cái nước nó hơi đục đục ha. Giống như là hầm. Xin chào. Xin chào. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Chào cô chị Năm. Vô cả mày, vô cả mày, vô. Vô tôi nằm nhà nữa này. Vô là dưới anh cậu. Nằm nhà ngủ luôn. Cái này nha cô chú, chỉ uống canh được thôi chứ không có ăn được. Tại vì cái sườn heo với gân heo nó rất là cứng. Lấy thử ra chén rồi nhưng mà ăn không được. Nó cứng lắm, không có ăn được rồi. Mới kêu thêm cái món khác. Cái món này là chỉ uống nước canh được thôi. Xoài thì nó ăn, với anh nó ăn. Lịch xưa bà, bố hoàng ha, lịch xưa. Cái kia cứng quá, ăn đâu có được đâu cô chú. Nên là kêu cái ớt xào cái này ăn với cơm. Cái món này ngon lắm, nên là đi đâu cũng kêu cái món này hết trơn. Có ớt nè, có hành nè, có nước sốt á, người ta xào ngon lắm. Ăn cái này rất là bắt cơm luôn. Ăn cái này xong thì mấy chị em đi về. Về nhà thì cũng cỡ hơn 9 giờ tối.